Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoành Bồ đã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Hoành Bồ. Sự hỗ trợ phối hợp của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị doanh nghiệp, phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác dạy và học. Ngành đã triển khai các nội dung thiết thực, bám sát thực tiễn công tác quản lý về giáo dục và đào tạo tại địa phương, đảm bảo đúng theo đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của ngành và địa phương. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoành Bồ cũng đã tập trung thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ của ngành còn gặp những khó khăn và hiệu quả đạt được ở mức độ nhất định. Khắc phục những khó khăn hạn chế nhằm tạo nên phong trào thi đua quản lý tốt, dạy tốt, học tốt. Năm học 2018-2019, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục theo tinh thần chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Với nhận thức đổi mới nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ không chỉ gắn với giáo dục và đào tạo mà còn gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, khuyến khích các nhà giáo, học sinh nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tế cuộc sống, vào thực hành quản lý và dạy học. Các trường hàng năm đã dành nguồn ngân sách và xã hội hóa kinh phí để tập trung đầu tư cho các phòng thực hành thí nghiệm, phòng học chức năng thư viện, tạo môi trường tốt nhất có thể cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong các nhà trường. Ngay từ đầu năm học 2018-2019, ngành giáo dục và đào tạo Hoành Bồ đã triển khai kế hoạch tổ chức phát động cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng dành cho học sinh phổ thông và thiết kế chế tạo trình diễn giới thiệu sản phẩm lắp ghép từ bộ đồ chơi thông minh đối với cấp học mầm non. Với mục đích khơi dậy tiềm năng, phát huy tính tư duy khoa học, thúc đẩy phong trào thi đua học tập sáng tạo và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, góp phần đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thành lập ban tổ chức, ban hành thể lệ cuộc thi và triển khai công tác tuyên truyền. Từ mục đích ý nghĩa đến toàn thể học sinh tại các trường phổ thông trên địa bàn huyện, đăng tải thông tin về cuộc thi trên trang thông tin điện tử của ngành. Đồng thời, phân công các đồng chí thành viên ban tổ chức phụ trách hướng dẫn các trường học triển khai cuộc thi. Cuộc thi đã thu hút được đông đảo các em học sinh từ cấp tiểu học đến cấp trung học cơ sở tham gia, nghiên cứu cho ra những mô hình sản phẩm có tính ứng dụng cao trong đời sống. Trong cuộc thi khoa học kỹ thuật năm nay, đã có 14 dự án là sản phẩm nghiên cứu của các em học sinh với các lĩnh vực khác nhau của 14 trường có cấp trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Trong đó có nhiều dự án dự thi có tính mới mẻ, có sự đầu tư khá công phu sáng tạo, có ý nghĩa về mặt thực tiễn, như dự án xe tưới cây cải tiến do hai em học sinh khối 8 trường trung học cơ sở Lê Lợi thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Trần Văn Nam. Các em có ý tưởng xuất phát từ thực tiễn cùng các bạn trong trường hàng ngày tham gia tưới bồn hoa cây xanh của lớp mình được phân công trồng và chăm sóc. Với kiến thức và hiểu biết từ các môn học, nhờ sự giúp đỡ hướng dẫn của thầy giáo đã giúp hình thành xe đẩy tưới cây cải tiến phù hợp với địa hình sân trường và tiết kiệm được lượng nước, thời gian và số lượng người thực hiện so với tưới từng thùng xách tay. Dự án tạo ra dòng điện một chiều từ quả cầu thông gió của các em học sinh khối 9 trường trung học cơ sở thị trấn Chới. Xuất phát từ thực tế các ngôi nhà ống hoặc các kho xưởng đều có quả cầu thông gió, nên các em có ý tưởng tạo ra dòng điện sạch để sử dụng từ quả cầu thông gió này để thắp sáng đèn LED. Các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Bằng Cả đã thực hiện dự án bảo tồn nét văn hóa dân tộc Giao Thanh Y xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Sản phẩm là quá trình tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo ở địa phương như lễ cấp sắc, hội làng, trang phục được lưu giữ bảo tồn cho đến ngày nay. Ngoài ra, còn nhiều sản phẩm, mô hình thể hiện được tính sáng tạo, tính thực tiễn cao, thể hiện sự dày công nghiên cứu của các tập thể và cá nhân học sinh, cũng như sự đầu tư của nhà trường và các giáo viên trong công tác tư vấn hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đã thu nhận được 20 mô hình sản phẩm thuộc các lĩnh vực đồ dùng học tập, các sản phẩm thân thiện với môi trường,
giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, các dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em và các mô hình sản phẩm sáng tạo khác. Trường Trung học cơ sở thị trấn Chới có 4 sản phẩm dự thi, tiêu biểu như sản phẩm máy ấp trứng hoạt động bằng năng lượng mặt trời. Sản phẩm đã ứng dụng vào thực tế tại gia đình. Đây là sản phẩm máy hút thổi bụi thuộc lĩnh vực dụng cụ sinh hoạt gia đình của em Lê Đình Bách, trường tiểu học thị trấn Chới. Xuất phát từ ý tưởng tiết kiệm thời gian, tiện lợi và giữ cho đồ dùng gia đình được bền đẹp, em đã nghiên cứu ra sản phẩm từ các đồ dùng quen thuộc để lắp ráp thành sản phẩm. Sản phẩm nước tưới cây nhỏ giọt tự động của nhóm học sinh Đỗ Thị Hoài Anh, trường tiểu học Sơn Dương thuộc nhóm sản phẩm giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, là sản phẩm phù hợp với lứa tuổi học sinh có khả năng áp dụng đại trà. Có thể nhận thấy, thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện đã cùng nhau sáng tạo và tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng về mẫu mã, công dụng, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường sống. Điều đó chứng tỏ rằng, những công dân nhỏ của huyện nhà đều có khát khao trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Và hơn hết, các em đều mong muốn đóng góp ý tưởng của mình vào việc phát triển quê hương đất nước. Phong trào làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo, ứng dụng các sản phẩm khoa học công nghệ vào nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ là nhiệm vụ trọng tâm đối với các trường mầm non huyện Hoành Bồ. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, năm học 2018-2019, có 9 trên 13 trường mầm non được cấp phát đồ chơi thông minh, bộ đồ chơi ngoài trời. Một trường mầm non cấp phát bộ thiết bị dùng chung là các màn hình cảm ứng. Các bộ đồ chơi này được nhà trường sử dụng hiệu quả thiết thực trong các hoạt động học, hoạt động chơi mọi lúc, mọi nơi. Đồ chơi với chất liệu bền đẹp, màu sắc hấp dẫn, tính năng đa dạng, tạo nên sự lôi cuốn hấp dẫn đối với trẻ. Tùy khả năng sở thích của mỗi cá nhân, trẻ sẽ tạo thành các sản phẩm khác nhau giúp trẻ phát triển toàn diện, đặc biệt là tính sáng tạo và tư duy cho trẻ. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin và các sản phẩm khoa học công nghệ vào quá trình tổ chức hoạt động giúp giáo viên tiết kiệm thời gian công sức mà vẫn có những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn sinh động, thực sự hướng đến trẻ, lấy trẻ làm trung tâm. Thông qua cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng dành cho học sinh phổ thông và thiết kế chế tạo trình diễn giới thiệu sản phẩm lắp ghép từ bộ đồ chơi thông minh cấp học mầm non, ngành giáo dục và đào tạo mong muốn giúp các em hiểu khoa học sáng tạo có thể bắt đầu từ các sản phẩm đơn giản xuất phát từ thực tiễn, nhưng giúp ta giải quyết được những vướng mắc trong cuộc sống hàng ngày hay làm tăng hiệu quả công việc. Việc tổ chức cuộc thi đã tạo điều kiện môi trường cho thanh thiếu niên nhi đồng trong huyện giao lưu, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, phát huy năng lực sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Qua đó, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ. Để phát huy hơn nữa kết quả của cuộc thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và việc ứng dụng khoa học công nghệ vào nâng cao chất lượng dạy học của ngành giáo dục Hoành Bồ. Trong thời gian tới, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, sự phối hợp hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể, cũng như các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện, sự quan tâm, động viên tinh thần và tích cực hỗ trợ vật chất, để các em thanh thiếu niên nhi đồng có cơ hội biến những ý tưởng sáng tạo thành mô hình sản phẩm cụ thể, phục vụ thiết thực sản xuất và đời sống. Và quan trọng hơn, giúp các em có những kỹ năng phẩm chất đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và định hướng phát triển của huyện Hoành Bồ.